Thưa quý vị, hiện mới chỉ có quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm với trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi đi cùng người lớn trên xe mô tô, xe máy, còn trẻ dưới 6 tuổi thì không bắt buộc. Thị trường cũng chưa có loại mũ bảo hiểm chính thức nào được thiết kế riêng cho nhóm trẻ này để sử dụng khi ngồi trên mô tô hay xe máy, ghi nhận tại tỉnh Lai Châu. Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng gần như chưa có khuyến cáo hoặc hướng dẫn chính thức về việc thực hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi mà chủ yếu cha mẹ tự tìm hiểu, trang bị. Đây là những khoảng trống cần được nhanh chóng lấp đầy trong bối cảnh mỗi năm có hàng nghìn trẻ em thương vong do tai nạn giao thông. Cũng còn một số các cái phụ huynh và không trang bị cho con em mình trong cái việc đội mũ bảo hiểm. Khi tiến hành giao thông mà không được đội mũ cho con em mình thì có thể gặp các cái tình huống xảy ra va chạm giao thông rồi tai nạn giao thông dẫn đến cái hậu quả về tổn thương về cái vùng đầu như não và các cái hệ thống thần kinh tập trung ở cái phần đầu không được bảo vệ sẽ dẫn đến các cái hậu quả thương tâm như có thể tử vong và dẫn đến chấn thương sọ não. Và khoảng thời gian đưa đón trẻ tại cổng các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Lai Châu, rất đông các cháu từ 3 đến 5 tuổi được ông bà, bố mẹ hoặc người thân đưa đến trường bằng xe đạp điện, xe máy, nhưng toàn bộ các cháu đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự khi các cháu đi chơi cùng người thân và gia đình. Việc đội mũ cho trẻ chỉ được một số ít các bậc phụ huynh chấp hành. Tuy nhiên, việc đội mũ cho trẻ chưa thật sự nghiêm túc. Có người đội cho con, tuy nhiên không cài quai và mũ chưa đạt chuẩn kích thước với lứa tuổi. Không chỉ thiếu quy định và khuyến cáo từ phía cơ quan chức năng, mà ngay cả việc thiết kế, sản xuất mũ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi cũng thiếu. Chủ yếu bán tại các đô thị, còn tại vùng ngoại thành, nông thôn rất thưa vắng. Mũ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi hầu như không có. Các bậc cha mẹ muốn trang bị mũ cho trẻ em dưới 6 tuổi, chủ yếu phải tự tìm hiểu, tự trang bị. Theo tôi thì việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi đó là việc rất là cần thiết. Bởi vì là khi mà ra đường thì mình nên bảo vệ không những cho mình, cho mà nên bảo vệ cho các con. Mà các con là những trẻ nhỏ chưa biết được là cái gì mối nguy hiểm nào cho các con. Thì mình là những bậc phụ huynh thì nên cho con đội, mặc dù là có thể là nó không tiện cho việc đi lại cũng như là việc chuẩn bị, nhưng mà tôi nghĩ là nên, rất là cần thiết. Trẻ em là thế hệ tương lai của dân tộc, của đất nước, là đối tượng luôn cần được ưu tiên chăm sóc và bảo vệ. An toàn của con cái chúng ta hơn ai hết, chính chúng ta phải vào cuộc quyết liệt, đừng để người khác nhắc nhở. Đã đến lúc người lớn phải biết ý thức, thay đổi suy nghĩ và hành động đúng đắn để ngăn chặn mối hiểm họa tai nạn giao thông đối với trẻ em, cũng như bảo vệ sức khỏe, thân thể và mạng sống của trẻ em khi tham gia giao thông.